Đây là vườn cây ăn quả của ông Nguyễn Phú Đỏ ở thôn C2, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên. Chủ động áp dụng phương thức canh tác theo hướng nông nghiệp hữu cơ nên nguồn nước tưới được kiểm soát chặt chẽ, cây trồng được chăm bón hoàn toàn bằng phân chuồng, phân xanh và đạm cá ủ với men vi sinh. Sâu bệnh được phòng trừ bằng chế phẩm vi sinh và thảo mộc. Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc không sử dụng các chất kích thích tăng trưởng. Nhờ vậy, sản phẩm tạo ra có hương vị thơm ngon, màu sắc tự nhiên và an toàn cho người sử dụng. Cây trồng của chúng tôi thì theo quy trình là chúng tôi chỉ sử dụng phân chuồng, các phân hữu cơ từ tự nhiên, không sử dụng các thuốc hóa học có độc hại. Chúng tôi chỉ sử dụng những thuốc sinh học để tạo ra những sản phẩm an toàn, không gây độc hại cho những người tiêu dùng. Chúng tôi cũng đã áp dụng cái công nghệ 4.0, áp dụng tất cả cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào để cho cái nông trại, những cái hoa quả của cây rau của chúng tôi nó đáp ứng được yêu cầu của thị trường, nó đáp ứng được yêu cầu của môi trường, nó đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống mỗi ngày một tốt hơn. Sản phẩm nông nghiệp do nông trại Tâm Đỏ sản xuất đều được kiểm soát chặt chẽ về các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện tại, hai sản phẩm là táo lê và mít Mường Thanh không chỉ chinh phục được người tiêu dùng trong tỉnh mà đã từng bước vươn tới thị trường Hà Nội và Cà Mau nhờ chất lượng vượt trội. Từ các cái quy trình canh tác đến cái khâu mà thu hoạch rồi là đến tiêu thụ sản phẩm là chúng tôi đang kiểm soát theo chuỗi sản phẩm an toàn. Thì ngoài cái chuỗi sản phẩm an toàn được xác nhận theo cái quy định của Bộ Nông nghiệp ấy, thì là đối với lại cơ sở này thì cũng được là chứng nhận là áp dụng theo cái đạt tiêu chuẩn cái Việt Gáp. Thì đấy là một trong những cái tiêu chuẩn mà áp dụng cho cái sản xuất nông nghiệp tốt là cơ sở đã đạt được. Với diện tích gần 4 hecta được sử dụng trồng các loại cây ăn quả, rau xanh, kết hợp chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học, doanh thu của nông trại đạt trên dưới 300 triệu đồng mỗi tháng, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động. Chúng tôi hiện nay đã làm xong hoàn chỉnh được cái tiêu chuẩn Việt Gáp và chúng tôi đang dần chuyển sang nông nghiệp hữu cơ. Hiện tại những cái sản phẩm của chúng tôi chúng ta đang là ở trong tỉnh thì chúng tôi đã có những cái cơ sở giới thiệu sẽ bán sản phẩm mà cũng đã được khách hàng trong địa phương đánh giá rất tốt. Thế còn về mặt tiếp cận với ngoài thị trường ngoài tỉnh thì chúng tôi đang bán ở trên các cái mạng xã hội đấy, rồi ở sàn thương mại điện tử. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp tổng hợp, phát triển mô hình kinh tế gia trại, trang trại được tỉnh Điện Biên xác định là động lực quan trọng trong thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chính vì vậy, thành công của những mô hình như thế này là tiền đề để tạo ra sự thay đổi về phương thức sản xuất, chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và tác động tích cực vào việc thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân.